gần 30, 20, 25 đổ lên tới 30 thì ra lớn nhỏ nha. Rồi cái này ra ti đang chỉ có 11 thôi. Nè thấy không? Chỉ 11 thôi. Rồi mình nhóm ra thử đây nó lên cao không nha. Mình nhóm ra lên thì nó phải là lên 70. 70, 75, 80 thì nó mới nạp đủ nha anh em. Ra giờ bắt đầu lên ra. Này là nó không đủ nạp nên em, nó chỉ rất là yếu, nó chỉ có 50 thôi. Xin mến chào tất cả các anh em yêu mến xe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đo dòng nạp của hàng chiếc Ly. Con Ly này, xe Ly này nó bị không nạp, không đủ điện anh em. Thì khách em lại thì nói là mau hết bình. Khách cũng đã thay bình mới mà nó vẫn nạp không đủ điện anh em. Thì mình có kiểm tra rồi thì nạp yếu. Đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đo nạp đó. Đo dòng nạp như thế nào điện qua pha nha. Còn em này cũng vậy. Cái này khách lại ta nói báo lỗi về không được, ốp kèn được. Báo lỗi là bỏ số 1, lỗi là nổi nạp. Thì chiếc Ly á thì khi mình đề không nổi á nó vẫn bị lỗi nạp anh em. Đề bình yếu nó vẫn lỗi nạp. Mình có kẹp bình vô thử đề cái chạy nha. Cái này thì nhẹ không gì. Nhưng mà mình chưa có đo được là dòng điện là nó bị có nạp yếu hay không. Thì mình tạm thời chỉ đo chỉ kẹp sạc nó thôi. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn anh em, mình cũng có đo rồi, mình cũng có đo thử rồi. Bây giờ mình hướng dẫn anh em sẽ đo nạp dòng nạp của điện ba pha của Ly nha. Bắt thằng này thì đời 2011. Rồi bắt đầu mình nổ máy đo nha anh em. Rồi, thì nếu như mà bình mạnh, gam ti bình thường là nó sẽ lên 13 nha anh em. Mình đo phải có đồng hồ mới đo được nha anh em, đồng hồ này. Đồng hồ vận năng đây. Rồi, mình sẽ dặn thân đo là 20 nha, thân đo 20V nha. Để đây đi. Rồi, vừa quay vừa làm nó hơi khó nha anh em. Anh em chịu khó coi chút nha. Đây, nó chỉ có 11 thôi. Máy đang nổ anh em, bây giờ mình lên ra thử. Nạp rất yếu anh em. Nếu như mà máy ra lên ra nhẹ thì nó sẽ lên 13, hơn 13, 13, 14 nha. Còn cái này là nó chỉ có 11 thôi, máy đang nổ. Là điện rất yếu anh em. Rồi, mình sẽ đo cái dòng điện như này. Thì mình muốn biết là cái cuộn phát này nạp vô trong cái cục sạc này có tốt hay không. Thì mình sẽ đo cái dòng điện ba pha này là dòng điện ba dây vàng này nè, để nạp vô bình ha. Thì mình đo, nếu như mà vậy mình phải đo điện 200V nha, AC. Điện 200V AC thì nếu như để gam ti á, gam ti bình thường á thì nó sẽ dao động từ 25 đến 30, 35 thì theo gam ti lớn nhỏ. Khi mình nhóm ga lên á thì nó khoảng chừng là lên từ 70. 70, 80. Nó mới đúng nha anh em. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đo. Bắt đầu mình rút cái dây này, dây điện sạc này ra đi. Mình đo từ đoạn này thì nó rất ăn hơn. Tại vì để mình rút ra cái anh em. Rồi, mình lại rút ra nè. Anh em đo ba cọng dây vàng này lần lượt với nhau ha. Thì mình ghim một cọng dây một đỏ ở đây, thì ghim dây đen ở đây. Thì mình đo cứ lần lượt qua rồi xong rồi đi đỏ mình cho anh giữa mình đo lần lượt lại. Thì cái mình đo cái dòng nạp dòng cuộn phát đi lên nha anh em. Thì mình đo dòng cuộn phát thì mình sẽ đo dòng điện 200 điện AC. Rồi. Đây mình dặn thân đo điện 200. Mình bắt đầu ghim cọng dây màu đỏ vô trong cái góc bìa cọng dây màu vàng của mặt trên ha. Thì mình vừa quay vừa ấy hơi khó anh em, vừa khó coi nha. Rồi. Máy đang nổ anh em. Gam ti thì phải dao động từ gần 30, 20, 25 đổ lên tới 30 thì ra lớn nhỏ nha. Rồi cái này gam ti đang chỉ có 11 thôi. Nè thấy không? Chỉ 11 thôi. Rồi mình nhóm ga thử đây nó lên cao không nha. Mình nhóm ga lên thì nó phải là lên 70.
70, 75, 80 thì nó mới nạp đủ nha anh em. Ra giờ bắt đầu em ra. Này là nó không đủ nạp nha anh em, nó chỉ rất là yếu, nó chỉ có 50 thôi. Rồi mình đo cái cọng dây khác. Rồi cái này cũng yếu nè, dây anti nè. Nó cỡ 48-50 là nó tuột rồi anh em. Vậy là cái cụm phát lên yếu nha anh em. Còn để mình rút này ra. Còn đo một cách đơn giản nữa nha anh em. Thì mình hướng dẫn anh em đo là cái cuộn phát lên nó có mạnh yếu thôi. Còn mình đo cách đơn giản nhất là mình đo 3 dây lần lượt với nhau, nó sẽ thông nha. Còn 3 dây này lần lượt với nhau đo gao mắt sườn thì nó sẽ không thông nha anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ đo thông mạch. Rồi mình hướng dẫn anh em đo cách này luôn. Đây mình dặn chế độ thông mạch đây. Để mình reset lại cái. Hơi sáng quá anh em ha. Để mình quay qua đây cho nó. Rồi đây đi. Mình dặn cái mức thông mạch nha anh em. Đây thông mạch. Rồi mình đo lần lượt dây này nha. Bắt đầu mình lấy dây bìa đi. Anh em chờ hơi khó coi. Rồi mình đo dây bìa. Chỉ đo cộng kế bên nha anh em. À, không thông nha. Này không thông rồi. Này thông nè. Thằng để mình cắt. Nó phải thông mạch với nhau mới được nha anh em. Đó. Lực chụp quá anh em ơi, vừa quay vừa ấy, lực chụp quá. Để phan mình lấy cái giá đỡ. Rồi, mình để vô giá đỡ rồi anh em. Anh em thấy không? Thấy đo thông mạch không? Này. Rồi, mình sẽ đo lần lượt dây thứ nhất nha. Để dây thứ nhất với đo là dây thứ hai. À, này không thông anh em. Nè, không thông. Dây thứ hai. Này thông nha anh em. Đó, này thông nha. Rồi, mình đo dây thứ hai đến dây thứ ba. Này phải đo cho kỹ anh em, tại vì cái nó khó ấy. Rồi là không thông anh em. Rồi vì là kết luận là thằng này nó bị chết rồi, bị chạm dây rồi. Rồi mình đo sẽ đo thông mạch qua ngoài sườn nha anh em. Rồi, sườn đây nó thông mạch luôn rồi. Này không thông mạch mới được anh em, thông mạch là nó bị mát nè. Đó cộng này giữa này nè, không thông nè. Rồi cộng thứ ba thông luôn nha anh em, vậy là không được nha anh em. Rồi vậy kết luận lại là cái cuộn phát lên bị mát và cuộn phát là hư anh em. Vì mình sẽ thay cuộn phát mới vô, rồi xong rồi mình sẽ đo lại cho anh em và đo cuộn nạp lại cho anh em xem ha. Rồi anh em chờ chút xíu nha, tại vừa quay vừa gỡ thì nó rất là lâu, mình có mình làm khó làm anh em. Thì bắt đầu mình sẽ thay nó. Rồi mình thay xong rồi mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Tại xe lobo quá không có quay lại cho anh em từ bước gỡ được. Đây có hai anh em làm à. Con này thì để chút mình kiểm tra đi, nếu như có đường nạp như thế nào ha. Còn con chiếc AB này nó xè nè. Gỡ ra đây nè. Xè nha, để coi bị tình trạng này, nhưng mà cái tình trạng xè này mà nó phức tạp quá thì mình sẽ quay lại cho anh em xem và hướng dẫn làm để mình làm như thế nào nó hết nha. Rồi chờ chút xíu nè. Đây nè anh em, giờ nó gì nè, cháy nè anh em thấy không? Thì là cháy là nó bị chạm mắt vô da sườn anh em, bị phát yếu nè, cũng lẻ chưa nè. Đó cũng lẻ chưa, vậy là cháy dễ ăn này không. Rồi vậy là mình sẽ thay cái cục phát khác nha anh em. Mình sẽ nhắc anh em nha, đây này mình nhớ kỹ mấy này cho anh em, lỡ gì lọt vô đây là chết luôn máy nè. Còn con ốc này nè, ốc dên này nó cũng khó bị nở lắm, nhưng mà chắc ăn nhất là khi mình chảo ra mình phải dặn con ốc tán vô nha anh em.
mình dặn con tán vô mình hở chảo ra nè, chảo ra mình dặn con tán này vô hơi hơi, mình chảo ra cho nó an toàn nè, để ngồi mà nó nở đầu cái là mệt lắm nha. Quay ghim vậy chứ mình dễ xử nha, mấy này nó thép nó khó chịu nhưng mà nó cũng ít hư lắm. Nhưng mà an toàn nhất là mình thấy xe cũ cũ á, xe chưa được gỡ á, mình nên dặn con tán vô. Rồi, rồi bắt đầu mình sẽ thay nó nha anh em, thay cuộn khác vô rồi mình đo dòng điện lại cho anh em xem nha. Rồi xe tại kẹt quá, lô bu quá cái mình không quay chi tiết rồi cho anh em xem được. Rồi, xe nó hơi lô bu một chút, mấy cái này làm nồi. Ừ. Xin chào anh em, thì mình đã gỡ ra cái cục cháy này ở đây nè, anh thêm thấy không? Cháy rồi. Nhưng mà nhu cầu của khách là làm vừa rẻ vừa tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì chỉ có vắn lại thôi anh em, vắn lại thôi, vắn lại là mấy cái vừa rẻ vừa tốt nha anh em. Thì khách cũng là khách người ta quen, khách quen này khách mới bảo mình là làm sao mà nó xài vẫn ok vẫn tốt, vẫn ok vẫn tốt mà nó rẻ tiền nha. Thì thay vì mình phải mua cái cục mới của hãng, thì mua cục mới của hãng thì mình lắp vô thì nó sẽ ok, rồi nó sẽ tốt nhưng mà nó sẽ mất. Còn đây mình vắn, đây mình có cái chỗ vắn rất là ok, tại Cần Thơ mình là vắn nổi tiếng lắm, lâu năm rồi. Cái nguồn điện vắn là xài rất là bền nha anh em, xài không thua gì cái của hãng đâu, nó là tương đương của hãng luôn nhưng mà nó rẻ bằng nửa giá tiền thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ vắn cái cục này sẵn này nè, khách nhu cầu khách thì mình sẽ thay cục này cho ta. Còn nếu như khách nào mà không yên tâm thì khách bảo thay đồ mới thì mình sẽ thay đồ hãng đồ mới nha anh em, chứ đừng thay đồ ngoài. Đồ ngoài thì nó xài không bao giờ ok đâu, tại vì nó sẽ là nước, ví dụ mình ở Cần Thơ mình là cái dễ bị ngập nước anh em, rồi nó sẽ bị nước nha, rồi nó dễ bị chết nha. Mình vắn người ta sẽ dúng thằng nè, nhúng thằng lên đều hết trơn nè, nó xài rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô nha anh em, mình lắp vô rồi mình sẽ đo dòng điện lại cho anh em xem ha. Anh em mình đã bắt vô rồi, mình đo lại cho anh em xem ha, cái kiểm tra cách điện lặn lại nữa ha, kiểm tra dòng điện ba pha của ba cọng dây vàng này nè, nó đều thông mạch hết nha anh em. Dây thứ nhất nè, dây nhất mình đo dây thứ nhất đến dây thứ hai nó thông mạch nha anh em. Dây thứ nhất đo dây thứ ba nó đều thông mạch nha, thì nó như thông mạch thì đo dây thứ hai đến dây thứ ba luôn nó điện mạch, chạy ngược lại nó cũng là như gì, đúng rồi ha anh em. Còn ngược lại thì ba cái dây này nó không sẽ thông vô sườn nha anh em. Rồi mình đo một cộng nè, nó không thông vô thường anh em, cái cộng này cũng vậy, nó bắt buộc là không thông thường nha, nếu như thông sườn nó sẽ bị mát nha anh em. Anh em nhớ kỹ nha, để mình lắp vô mình phải đo lại một lần nữa cho nó an toàn nha. Có khi những cái mà mình lắp vô nó bị kẹt dây á, hay là bị cắn dây á, nó sẽ bị thông vô sườn và nó sẽ giật mình nha anh em. Mình phải đo lại một lần nữa thì nó an toàn hơn. Rồi bắt đầu mình dắt vô rồi mình sẽ đo cái dòng điện phát lên cho anh em xem ha. Rồi. Giờ mình đã nổ máy thử loại ba công dây màu vàng này ha. Thì lửa dao động từ 25 đến 30 độ thì theo anh đi lớn nhỏ, khi lên ga thì nó khoảng 70 độ lên tới 80 90 độ là ok anh em, lớn nhỏ nữa. Thì mình dặn thang đo 200 AC điện một chiều anh em. Điện lên đây. Bây giờ bắt đầu mình đo một dây thứ nhất. Đo cộng dây thứ nhất nha anh em. Dịnh này, dịnh cộng dây này nè. Rồi đo cộng dây thứ nhất. Đây, mình dịnh dây thứ nhất, dây màu vàng thứ nhất nha. Đo cộng dây thứ hai. Đây. Ga nó 20 nha anh em, ga nhỏ, cho anh đi nhỏ để mình nhắm ga lên cái nè. Nhắm ga lên cho anh em coi. Rồi mình sẽ dây đo dây thứ nhất đến dây thứ ba thì nó đang hiện tại là gam đi nhỏ nè, gam đi nhỏ là khoảng 19-20 à. Lửa rất là mạnh nha anh em, lên 90 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô dây sạc ha, rồi mình đo sẽ đường sạc lên. Rồi bắt đầu mình đo đường sạc lên. Đo đường sạc lên mình dặn thang đo 20 nha anh em. Đo 20. Rồi. Máy đang nổ nha anh em.
Dạ. Ram thì là nó 13 luôn. Thì mới nạp đủ bình cho anh em, bình 12 tùy theo bình yếu với bình mạnh nha anh em. Ram thì 13 luôn. Nhắm ra lên. Nó sẽ dao động là 13-14 cho xuống anh em. Thì quá mạnh thì bình nó sẽ mau hư nha. Thì 13 là ram thì là đủ nạp cho bình. Rồi vậy là ok. Thì xe đã mình đã xử lý xong về cái phần cung VinFast anh em, vậy là hư cung VinFast. Mình hư cung VinFast, mình thay cung VinFast vô xong rồi anh em. Thì cảm ơn anh em và đã yêu quý và ủng hộ video mình nha. Cảm ơn anh em đã yêu quý và ủng hộ video mình. Thì anh em nào đã biết rồi thì bỏ qua video này nha. Anh em thợ lâu năm á. Còn anh em nào mà chưa biết thì cũng nên cần biết để sau này mình có gặp tình trạng này thì mình sẽ biết đường làm nó nha anh em. Cái này mình biết đường mình sẽ xử lý nó dễ hơn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình làm những theo cái bước đó thì mình sẽ kiểm tra được cái đường nạp sạc của thằng Ly nha anh em. Và nói chung là nó chung xài cho 3 pha hết. Cho tất cả dòng điện 3 pha chứ không phải riêng là Ly ha. Thì cũng cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em một ngày thật tuyệt vời, cho tiệm xe cũng tốt. Kính chúc anh em có những ngày làm việc thành công và hiệu quả nha. Hẹn anh em gặp những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em. Bye bye anh em nha.